Thế đưa thẻ của giáo viên vào đăng nhập là nó rất khó rồi. Không nhận à? Không nhận. Lỗi thẻ, mất kết nối, nhiều trục trặc phát sinh với hệ thống giám sát hành trình, thiết bị theo dõi thời gian và quãng đường của người học lái. Các thiết bị này được yêu cầu trang bị tại các cơ sở từ giữa năm nay, nhưng thực tế áp dụng xuất hiện nhiều khó khăn cho học viên. Do đó, nay có thêm quy định sử dụng cabin điện tử mô phỏng từ đầu năm sau. Nhiều cơ sở đào tạo cho rằng cần có thêm thời gian để thử nghiệm và đánh giá. Đôi khi đang chạy thì máy lại tự nghiên mất, hoặc là có khi là vào những vùng khó khăn thì lại mất định vị, mất sóng, thì số km lại không được tính. Nên học sinh của tôi cũng chạy, có một trường hợp là chạy lại 400 cây. Lại một cái cabin mô phỏng nữa, nguyện vọng chúng tôi muốn là để đầu tư vào một vài đơn vị thử nghiệm. Nếu như mà đem lại cái kết quả giữa cái người học mô phỏng với người không học mô phỏng mà nó có sự khác biệt về chất lượng thì lúc ấy chúng ta mới nên áp dụng đại trà. Tại trung tâm dạy nghề này, khoản tiền đầu tư hệ thống thiết bị giám sát hành trình lên tới gần 3 tỷ đồng. Chưa kể các khoản đầu tư để đáp ứng yêu cầu đào tạo và thi bằng lái theo quy định mới trong năm nay. Khoản tiền đầu tư cabin điện tử không hề nhỏ. Mỗi tháng cũng tuyển thêm khoảng 1.000 học sinh. Như vậy thì với mức độ như vậy thì cũng phải từ 8 đến 10 cái cabin điện tử. Và mỗi cabin theo báo giá thì cũng tầm từ 400 triệu đến 500 triệu thì cũng ngót 5 tỷ. Còn theo đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, dịch Covid đã ảnh hưởng đến việc sản xuất thiết bị cabin điện tử và ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là nguyên nhân khiến các cơ sở đào tạo chậm triển khai. Bộ Giao thông Vận tải thì đã ban hành cái quy chuẩn của cái cabin điện tử, nhưng mà cho đến nay đấy thì chưa có một cái đơn vị nào được công nhận có cái sản phẩm hợp quy để cung ứng ra thị trường. Các cái đơn vị mà người ta muốn đầu tư đấy thì cũng chưa biết là đầu tư cái loại cabin nào hay của cái nhà cung ứng nào để cho nó phù hợp với cái yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Ghi nhận những thực tế này, ngay tuần qua, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thống nhất với đề xuất của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các cơ sở đào tạo lái xe, đề nghị xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin điện tử học lái xe ô tô. Các cơ sở cũng kỳ vọng khi lùi thời điểm áp dụng quy định, cabin điện tử sẽ được thí điểm để thấy rõ hiệu quả, tránh lãng phí khi nhân rộng.